Tiệm tóc thân thiện với người đồng tính tên từ New York. Một mái tóc đẹp có thể giúp cho nhiều người cảm thấy hấp dẫn, nhưng đối với một số người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính hay chuyển giới gọi chung là LGBT, muốn có một mái tóc đẹp cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng một số hành vi đáng chê trách ở tiệm cắt tóc. Những kinh nghiệm khó chịu đã tạo cơ hội kinh doanh cho một người phụ nữ ở Brooklyn tên là Karen Cruzwell. Lúc đầu bà làm việc tại một quán cà phê, sau đó thì bà có ý tưởng mở một tiệm cắt tóc riêng của mình. Bà Cruzwell, 43 tuổi, bắt đầu vào nghề từ năm 2007. Giờ đây thì bà điều hành tiệm Camera Ready Cuts, phục vụ cho các nhu cầu làm đẹp của người LGBT tại thành phố New York. Bà Cruzwell nói rằng bà cũng có những khách hàng đến từ khắp nơi trên nước Hoa Kỳ và Canada. Tiệm Camera Ready Cuts của Cruzwell sẵn sàng phục vụ cho những phụ nữ đồng tính như cô Hudson, người luôn muốn được gọi là ông và thích cắt tóc kiểu ngắn của nam giới. Ngoài những khách hàng LGBT, bà Cruzwell cho biết là khách hàng của bà còn bao gồm những người từ mọi nguồn gốc, khuynh hướng tình dục, chủng tộc và tín ngưỡng, trong đó có cả những thành viên của cộng đồng Do Thái Hasidic chính thống tại Brooklyn.